Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện về triển khai các biện pháp quản lý giá, cung cầu hàng hóa trên thị trường. Văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình thị trường và đề xuất phương án xử lý khi có dấu hiệu khan hiếm hàng hóa, tăng giá đột biến trên địa bàn, tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định nhà nước về giá hàng hóa tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn, đồng thời tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh mạng lưới bán hàng bình ổn thị trường trên địa bàn, đảm bảo điểm bán hàng có treo băng rôn, điểm bán hàng bình ổn thị trường, chấp hành nghiêm quy định về niêm yết và bán đúng giá, trong đó giá bán lẻ các mặt hàng bình ổn thị trường phải thấp hơn hoặc bằng giá so với Sở Tài chính công bố.